Em chào cho bác cho chị nha, bạn khỏe nha. Khỏe không anh Dung? Anh khỏe. Ngủ ngon không? Ngon. À, mấy giờ ngủ hôm qua? Không phải. Hả? 10 giờ. 10 giờ ngủ à? À. Có nghĩ về lợn không? Có. Có à? À. Chủ nhật bán à? À. Chủ nhật là có răng lợn ăn à? Hay nhỉ? Hôm qua gọi Hoàng Hiền vào gấp các bác ạ. À, căng bét tưởng việc gì. Thì ra anh Đông Mỹ Hòn là bàn bạc bán lợn. Con kia xong thì là cũng bán thôi. Nhá. Ừ, to rồi. Bán đi. Xong thì là mua đôi khác về chăn nhá. Chăn gối mà lại có thu nhập tiếp. Anh Đông Mỹ Hòn nhá. À. Vui không? Vui không? Vui lắm. À, dê dê dê. Yeah. À, xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Các bác nhìn khung cảnh quê hương đẹp không? Buổi sáng sớm các bác ạ. Đó. Bây giờ mới hơn 6 giờ thôi. Đấy. Đẹp chưa? Đấy, hôm nay thì Hoàng Hiền đang cùng anh Đông chạy vào nhà kế toán tí hon. Đấy. Để xem là tình hình đội thợ của anh Trung Đô La là làm đến đâu rồi. Đấy. Hôm qua thì Hoàng Hiền về tối quá nên là chưa chưa xuống xem được. Bây giờ xuống xem như nào, cập nhật tình hình cho các bác. Không biết là hôm nay thì là trời mưa, đội thợ của anh Trung có làm không? Chiều hôm qua trời cũng mưa suốt. Đấy. À, mưa vẫn đang mưa phùn này, nó phớt này. Nhưng khung cảnh quê hương đẹp quá. Đấy. Có cho các bác anh không? Các bác ạ, em vui vã. Ừ. Thế là em bơi Hoàng Hiền em ba lọc. Ừ. Đấy. Ăn làm lợn chi trả luôn. Ăn làm lợn đi đã. À, như nhà anh Trung Đô La, Trung tựa xây nữa. À. À, đi thôi nhá. À, lên xe. Xuống nhà cô toán tí hôm xem nào. Đẹp quá. À, làng quê Yên Bình chưa? Ngô lại, ngô đang có bi rồi, bi có hạt cái chắc chắc này không ạ? À, loại này tầm đang luộc ngon này. À, ngô nếp thì bà con đang bán nhiều. Bãi trồng sau. Quê hương đẹp quá, thích quá. Nhà cô toán thi hon một tuần nữa là gọn gàng hết, đâu đấy hết. Đẹp mà tuyệt vời. Sau đó cô toán cô ấy trồng ngô, cô ấy trồng cỏ, cô ấy trồng hạt bí, trồng dưa chuột, trồng rau ở vườn. Đấy các bạn xem, tuyệt vời, kín đáo hết, không lo gì kẻ xấu nữa. Nhà anh Đông đi hon thì cũng xây bờ rào gọn gàng. Đẹp thế. Mát mẻ đó các bác ạ, không khí trong lành. Đó. Sáng sớm ở quê. Chú ngủ tốt thế. May là hôm nay trời tạnh mưa, nó ngớt. Đêm qua mưa suốt. Mưa dích trách suốt. Anh Đông ngủ ngon có biết mưa không? Tối qua ấy. Có à? Lạnh à? À, lạnh ác đấy. Từ chiều qua lạnh mạnh ấy. Ừ. Ngủ. Anh Đông Hoan mặc áo như học sinh nhỉ? Rồi, đến nhà cô toán tí hon này ạ. À, đấy, đây này. Cỏ này chỗ tốt tốt, cô toán cắt rồi này. Ừ. Ấy, ấy, cỏ ấy. Cỏ mày đấy. Ấy, ấy, ấy. Ừ. Thank you.
Úi dù, trồn thế. Sao anh ông? À. Đấy, này. Cái này vẫn chưa ngã. Cái này cô Toán cô ấy bán cho bác ấy. Bác ở nhà ngay gần đây rồi. Chuẩn bị ngã. Đấy, cái to quá. Bác ấy có kỹ thuật cao, bác ấy ngã cây này. Cây cao, to. May quá, chỗ này để xi măng nó kiểu tuyệt vời. Ây da. Lợn lên. Vít vít vít. Anh Đông, nhìn lợn này thế nào? Hả? À? Đẹp không? Ừ. Ờ, Mikino. Xin chào cô Toán tí hon. Chưa lấy đội anh dọn anh Trung xuống à? Bò nào? Đấy, vẫn ăn bình thường chứ. Lợn niếc nào? Vẫn ăn bình thường. Có ho không? Không. Không ho đâu gì? Không. À. Thế được rồi. Có bò đâu? Có bò cũng còn đang kia. Bán ngoài kia gì? Không, ở ngoài kia còn mà cắt ở đằng đi đi đi. Hả? Cắt để đâu? Nó mà ủ đâu mà kín ghê. Ai chà. Úi trời. À. Nước nồi uống đều nhá. Tối cuối tuần đâu cô? Hả? À? Học hết ngày thứ bảy. À hôm nay thứ sáu nhỉ? Ờ. À đi hôm qua là chat xong cái này đây à? May mưa bé không có nước, có nước để hút vỡ mồm. Đấy, đẹp chưa, mịn chưa, à, tuyệt vời chưa. Đấy, cái này có vòi xịt hết đi. Bà có bật bật điện này. Thế nào anh đâu? Đẹp ấy. Hả? Đẹp. Được à? Ừ. À. Đẹp không ở đâu? Thật đúng là hai cái bộ cửa này nữa là xong ấy. Hả? À. Hai diễn viên. Đẹp chưa? Đẹp long lanh ấy. Mê hết rồi. Ưng ý rồi. Ừ. Không còn gì bằng nữa. Nhất tỉnh rồi. Nhất tỉnh. Ừ. Đấy. Hả? Vâng. Cô phải, cô lấy cái chổi cô quét ra hết. Đây này. À. Thế nào? Nói chuyện các bác đi. Đẹp ạ. Vâng, em chuyện các bác đẹp lắm ạ. Ừ. Vâng, tuyệt trần các bác ạ. Ừ. Đẹp rất chi là vui ạ. À. Biết em sắp xong rồi. À. Vài ngày nữa là xong hết các bác ạ. À. Đẹp lắm, em chỉ có mới nấu rồi. Khác hoàn toàn ngày xưa nhỉ? Khác hoàn toàn ngày xưa, trông nó không có khu trụ đó. À. Đẹp rồi. Đấy, còn đoạn này nữa. Đoạn này hôm qua tối, chát. Đoạn này. Ngoài này chát chưa? Ngoài này chưa? Chưa. Đó là ngoài này sáng nay. Sáng nay nữa, xong. Đây, anh Đông nói chuyện với cô Toán đi. Đẹp nhỉ. Ừ. Ừ. À. Thế là có cái lỗ này ngon rồi đấy. Đúng ngon đấy. Ừ. Kia ơi,
Sáng thì là ba mẹ con là đẹp. Anh chị nói gì? Ừ. Ồ, rồi. Ăn lắm. Rồi. Lớn lắm. Tuyệt vời. Rồi, bắt tay. Lớn lắm. Nhà thịt đi. Rồi. Ba mẹ con. Rồi. Mấy ăn lòng lợn. Ăn lòng lợn. Có thịt dưỡng luôn. Đánh cái tay không? Ừ, có đi. Ba người đi hết ăn lòng lợn trên kênh. Ừ, ăn để cho nó vui nhỉ. Lợn chọn cũng cái vua đó. Dài. Chắc có toán xem video rồi. Xem video chưa? Xem video tối qua chưa? Xem rồi đúng không? Ấy chứ bao giờ lợn nhà chị được bán thì chị lại mời xuống nhà chú ăn lòng. Có bao người đi hết. Có 4 người phải. Đi hết. Không chị ăn lòng lợn cả Hoàng Hiền. Không được thì cứ cô ăn lòng lợn. Ăn lòng lợn à? Ăn lòng lợn. Cháu đợi ngày đấy nhá. Ừ. Bao giờ để ăn thịt. Giờ còn bé quá thì chị ăn nuôi sau. À, có bác gửi cho này. Cái chỉ mãi bị ạ, cái đã cẩn thận đấy, phải làm móc hoàn hôi vào thì lúc mình mặc đấy là mình tìm thấy ngay. Đấy, hai chị viên tí hoa nói chuyện nhau đi. Hả? Không có chuyện gì nói nữa. Nói chuyện các bác đi. Chào bác, em vừa mời ba mẹ con chị đoán tháng chủ nhật nên em ăn nằm rồi, nằm kia. Chào mời các bác bao giờ lợn em rồi ăn thì em mời cả nhà nhà ông Lông nuôi mạnh nhá. Ừ. Chăn mạnh như để chuẩn bị lợn anh Đông đèo lắm rồi, to ục ịch. Quay xong mua luôn nhỉ? Đúng rồi. Lợn nhà anh Đông là mua ngay từ lúc cháu quay video nhà anh Đông đi hon. Đông gọi khấu. Lợn mua nhóm mấy này? Nhóm dậu đây. Đúng lợn lạc à? Cô biết nhà ông đấy à? À ông Láng với nhà ông Lâm bên này á? À? Ai à? Thế à? À, thế á? Trước cô nuôi lợn à? Trước cô nuôi trước. Ai nhỉ? Mấy con? Trước cô chỉ nuôi 2 con, không có thì nuôi 1, có thì nuôi 2. Ừ, nuôi chuồng ở đâu? Chuồng cô chăn lên. Chỗ nào? Đấy. Ôi dồi, trước còn nuôi ở ngăn bếp đấy, bếp này á? Thế nước giải cho thải đâu? Hả? Nước giải thải đâu? Múc gánh gì á? Nhưng mà làm gì có cái hố gì đâu mà ấy, múc. Thế không có gì, cứ tràn đây, cứ tràn lênh láng ở đây là mà múc đi. Mấy con đấy? Ôi dồi, lâu chưa? Vừa Tết làm chưa? Ai dạ? À, thế là có một con lợn à? Ừ, khá quá nhỉ? Ừ. Trong cái chùa này sau nó cứ từ tối họ bảo con này thì được 4-5 cân, 6-7 cân. Ờ, quay đây, quay đây. 96 cân ạ. À. Họ bảo là chỉ 4-50 cân thôi, thì ra là 96 cân. Ừ, nó to ở trong này, nó tối ở chuồng này. À dạ, thế là ăn khấu hay nào ấy? Ăn khấu. Ăn khấu à? Thế nó vừa Tết năm trước á? Vừa Tết năm trước. Hoàng Hiền không biết để xuống ăn lòng lợn nhỉ? Trêu tí thôi. Ôi dồi, thế nuôi trước là nuôi ở ngăn bếp bên này các bác ạ. Ngăn năm trước mà nhốt con gà ở đây này. Đây, cái bờ vách ngăn này, bên này bếp, bên này mắt. Ôi dồi, thế chả có chỗ nào thông nước, thì nước giải nó cứ lênh láng này. Ôi dồi, thế mùi ghê lắm. À. Ui, ngửi mùi nó ra mà sống được. Bên này thì bếp, bên này thì lại nuôi lợn, nước giải phân do. Nhưng mà cô chăn bằng cái gì? Hả? Chăn bằng cái gì? Cô giờ tiên thì cô chỉ chăn những một bao cám, sau cô nhặt rau bớ bẩn, băm rau, những cái cơm thừa đổ cho ăn ấy. À. Cô không chăn cám, cô chưa chăn đúng hết bao cám luôn. Lúc bé thì? Lúc bé. Lúc bé chăn bao để cho lấy động lực nó lớn. Rồi. Cô toàn là chăn cái cơm thừa với lại rau lang ấy. Anh nhỉ? Nấu cho lang ấy. Ừ. Toàn chăn thế. Thế mà lớn, nó đang mạnh ấy nhỉ? To. Dạ. Thế là con kia cứ chăn thế nhá. Cứ chăn mạnh lên. Còn chưa cô chăn ở đây là
Bìa chuồng rộng thênh thang, bìa chuồng cô có nuôi 5, 6, 7 con nuôi ở bình thường. Chuồng to tướng. Đổ ra nào à? Húc đổ à? À, chị Việt Tí Hòn. Sao lại sinh ra chị Việt Tí Hòn đây không biết gì. Nổi đinh đám á. Nó lên lên nhà đấy. Nhà xem nhà cái. Đấy. Wow, thấy tuyệt vời chưa? Đẹp chưa? Này ngủ quên dậy. À. Đội quế toàn nó ngủ quên dậy không? Đấy. Gọn gàng chưa? Đẹp chưa? Đấy, ai bằng nữa. Tuyệt trần nữa. Đấy. Tuyệt trần. Quá đẹp. Ok xít này. Có chuyện các bác anh không? Cháu có, đi cháu phải đi. Vui vã. Vâng vui vừa rồi. Đấy. Vâng các bác, nhà chị Quán đẹp quá. Em với nhà chị Quán giống hơn nhau. Đấy, đẹp rất luôn. Vâng sướng, vâng vui. Cả nhà thì kỳ, cả nhà thì đẹp vậy. Rực rỡ luôn. Hai nhà đẹp như nhau. Cứ đi từ một cửa nhà không phải là đi cái nhà phải là nhà rực rỡ. Thích luôn. Chuyển đây ở. Hả? Xuống đây ở không? Không à? Xuống đây ở vợ. Xuống đây ở thì vợ không cho quay trở về quê hương. Đấy, cô Toàn nói chuyện các bác ấy. Em vui lắm các bác ạ. Nhà thì em đẹp cho chân rồi ạ. Đẹp lắm các bác, rộng đấy. Ngôi nhà thì sang trọng lắm các bác ạ. Không có bụt sụt cái chân ngày nữa. Đẹp lắm ạ. Vâng, em rất là vui các bác ạ. Cô Toàn anh Đông, các bác gọi thoại cháu chia sẻ rất nhiều. Rất là mừng cho hai gia đình. Về kinh tế thì tuyệt vời rồi. Nhưng mà một cái cực kỳ quan trọng nữa đó là về thứ nhất là về 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 cái sự nhanh nhẹn, hoạt bát, cởi mở. Anh Đông đi Hoan và cô Toán là bây giờ là như là một người khác mà. Hoàn toàn khác, không phải là anh Đông tí Hoan của ngày xưa lúc cháu gặp, cũng không phải cô Toán tí Hoan ngày xưa lúc cháu gặp. Đúng không? Các bác có chia sẻ là ngày xưa gặp Hoàng Hiền gặp anh Đông hỏi đi trang chặt củi hỏi gì? Đấy, mà rất là buồn. Đấy. Chỉ có không có gì khác. Đấy. Bây giờ em phấn khởi lắm các bác ạ. Nhưng mà em không có một sự nó kiểu lắm, nó không được gửi em tí nào, lúc nào cũng phải uống rũ ra, lúc nào cũng chỉ lo. Bao giờ là có ngôi nhà sang trọng để mà ở các bác ạ. Ngày nay là rất cảm ơn các bác, cảm ơn cháu Hoàng Hiền ạ. Rất tuyệt vời ạ. Và đẹp lắm. Không có cháu Hoàng Hiền với các bác chia sẻ giúp đỡ thì mẹ con nhà cháu không có đến ngày hôm nay đâu. Gần đủ hết rồi ạ. Nó hoàn thiện rồi. Đẹp tuyệt vời các bác ạ. Các bác thấy không? Cô Toàn đi Hoan bây giờ là tự diễn luôn đấy. Tự làm MC, tự giới thiệu luôn đấy. Đấy. Ngày xưa thì Hoàng Hiền nhớ cùng anh Đông đi Hoan vào gặp ba mẹ con đang chặt củi chỗ đúng trước nhà đây. Đấy. Đầu tóc bù rù, mặt thì nủi thà, nhem nhuốc. Hỏi gì nói chung bé bé tí tí, nói như nha nhí. Đúng không? Đấy, làm gì cũng bây giờ có nghĩa là chưa cần nhìn người khác, nhìn ngay cái khuôn mặt ta thấy là một cái điều nó một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc nó hiện ngay ở trên khuôn mặt này. Đúng không? Đấy, hay tươi cười vui vẻ là qua nêu đời không như ngày xưa nhé. Đấy.
rất đẹp bác ạ. Ý của em là em rất thích, từ bé sinh ra cha và bố mẹ sinh ra là em rất thích đồ đẹp ạ. Ấy dạ. Em thích ngôi nhà sang trọng, em thích đẹp lắm ạ. Thích đồ của em là như thế ạ. Vâng. Nhưng mà mỗi tội không có tiền. Mỗi tội là em không có đấy ạ. Bố mẹ sinh ra nghèo quá, không có để mà cho con cái để mà làm đồ đẹp được ạ. Em rất thích nhà đồ thật đẹp ra thì như này cô đoán ạ. Thích lắm. Thật ra thì nếu mà để mà nói về thích nhà đẹp và đồ đẹp ấy thì không chỉ cô đâu mà toàn thể tất cả mọi người sinh ra thì tất cả mọi người ai ai cũng có một cái mong ước, một cái mong muốn là như vậy đấy. Tuy nhiên thì không phải ai may mắn sinh ra cũng được có được những cái đó luôn đấy, cô đoán ạ. Và đấy, không phải ai cũng có cái may mắn là khi sinh ra đã có đấy, nó tùy thuộc vào hoàn cảnh, nó tùy thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh đấy. Tuy nhiên thì là những ai có sẵn từ bố mẹ để lại ấy, thì nó rất là tốt, nó rất là tuyệt vời. Nhưng mà không có thì mình phải cố gắng thôi, mình từ nghèo khó đi lên sang giàu đúng không, phải cố gắng thôi, bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm đó. Đấy, nhưng mà với người bình thường ấy, người có cái sức khỏe bình thường thì họ có thể họ làm ra nó nhanh. Đấy, nhưng với cái điều kiện của cô và cái điều kiện của anh Đông Di Hon, anh Đông thì sức khỏe yếu, không làm gì nặng được. Cô thì là chồng thì lại mất sớm. Đấy, sức khỏe cô thì cũng tí hon như anh Đông Di Hon, mà một mình thì cũng đều gồng gánh để nuôi các con. Đấy, cho nên cái việc mà để mà tự mà cô mà để mà làm được như thế này ấy, thì với anh Đông ấy thì thực sự là nó rất là lâu đấy, lâu lắm đấy. Nhưng cũng rất là may là cô và anh Đông Thi Hon được các bác yêu thương đấy, dang rộng vòng tay giúp đỡ nhá. Thì đến ngày hôm nay thì là cũng rất là vui mừng cho cô và anh Đông rồi nhá. Đấy, thì cô và anh Đông thì hãy cứ lấy đây là một cái động lực nhá, một cái niềm vui để tiếp tục cố gắng nhá. Đấy, bây giờ các bác chỉ mong muốn là sau này cô với anh Đông sẽ nuôi gậy hai con thành người, hai con trở thành những người có ích nhá. Đấy, như thế là các bác sẽ rất là vui, cố đoán nhá. Và rồi, thôi bây giờ thì cháu Minh Đông đi Hoan xuống thì là thăm công trình xem anh Trung làm như nào. Hôm qua cháu về tối quá cháu không xuống được. Đấy, và anh Đông Thi Hon thì anh ấy mời cô để ba mẹ con nhá. Thì là sáng chủ nhật là anh Đông anh ấy có thịt con lợn đấy, ăn khấu. Thì hôm đó thì có làm mâm cơm, ăn nòng lợn tiết canh nhá. Thì hôm đó thì là cô với lại hai con cũng thu xếp thời gian nhá, lên nhà anh Đông Thi Hon cùng với cháu nhá, cùng chung vui với anh Đông Thi Hon một cái thành quả của anh Đông Thi Hon cố gắng nỗ lực chăn nuôi trong cái thời gian mấy tháng vừa qua, khi được các bác yêu thương giúp đỡ đấy, vật nuôi để phát triển kinh tế, cô đoán nhá. Đấy thì cô cũng như vậy đấy, cô cũng như anh Đông cố gắng chăn nuôi phát triển như thế, để sau thì cũng mong muốn là một ngày gần nhất đấy, lợn nhà cô cũng to như vậy đấy, và cô thì cũng có những cái thành quả ngọt ngào như anh Đông Thi Hon nhá, cố gắng nhá. Vâng, cho nhá. Rồi, xin phép cháu quay trở về cháu đi làm không muộn nhá. Rồi, ok nhá. Vâng, vui vẻ nhá. Buồn thì mở Hoàng Hiền xem nhá, mở Hài xem, mở Bôn Lê Đô nghe cho vui vẻ là quan yêu đời nhá. Ôi cái bếp ga qua có mua có để đâu hả? Để đấy sợ người ta bếch mất à? À, tối phải bếch vào đây này, mang vào trong này, mang vào đấy trộm nó nhảy nó bếch mất á. Vừa mua được cái này bếch mất thì thôi. À cháu xin. À mũ phải nhung đi hơn. À thôi nhá. Vâng. Vâng. Xin chào. Vâng. Thôi nhưng mà làm nào được. Đường này là đường chả phụ thuộc vào ai. Đấy. Vâng. Đường bên này đi nhờ của bà con, cô Toán cô đi nhờ cho xe.
xin đi nhờ là xe chở gạch thôi. Đấy. Bên này đi nhờ cũng đi nhờ. Đi đường đấy phụ thuộc. Ôi, đường này là đường đường chung này, đấy mà diễn thôi. Chả ai họ nói gì vào đâu được. Đấy. Đây này, cô toán xong rồi. Có tiền là đổ hết này. Đổ bê tông này. Từ đây, từ chỗ này. Đấy. Ra đến ngoài chỗ đường kìa. Đấy. À, ba mẹ con nó đi ngon ở đây, ra kia. Không phải phụ thuộc vào ai. Đấy. Chà, anh Đông Dion. À, quê hương đẹp quá. À. Ai à? Chạy mạnh nhanh không? Ai chà? Ôi giời, ông Đông Dion chạy nhanh thế. Ôi giời, đứng lại đây. Đứng lại, đứng lại. Đứng lại. Ui giời, đừng chạy nữa. Đồng phi ác đấy. Ôi giời. Ôi giời. Chạy nhanh thôi. Ui giời, ui giời, ui giời. Mình từ nghèo khó đi lên sang giàu thì ta phải biết quý đồng tiền sương máu. Tôi đi lên bằng đôi chân của mình, bạn và tôi hai ta chung quy chẳng giống nhau. Phải không anh Đông Dion? Hả? Mai thứ bảy. Anh Đông đếm từ ngày đến đợi chủ nhật để thịt lợn đấy. Lên xe anh Đông. Lên xe quay về mua chê. Đi làm muộn thì ra. Ê, lên xe anh Đông ơi. May ở tạnh ạ. May ở tạnh ạ. Ôi ông trời tạnh vài hôm để đội thợ anh Trung làm xong. Đến non cao rừng xanh biên giới, giữa mênh mông đã đứng đã nằm. Mây êm trôi đưa ta lạc lối, lung linh giữa cao nguyên vời vời. Quê hương ta ngàn hoa khoe sắc, díu dít trong tiếng hòa mê. Ta đam mê hoa văn của núi, bao lưu luyến mèo vạc yêu thương. Nghe xôn xao ngàn câu ca, miền quê hương em đổi mới. Rừng hoa tam giác mảnh đẹp sao ngất ngây, rộn ràng chờ phiên đôi lứa hẹn hò. Cho ngày mai níu luyến ước mong sẽ đến một lần. Câu vai từ xa xưa còn mãi níu giữ muôn đời. Bèo và quê hương tôi tha thiết thăm tình người ơi. Yên ngang cùng núi cao, hoa cùng dòng nhỏ quê. Đình Mã Quỳ Làng để nhớ cùng anh. Ôi, Hoàng Hiền vào đi làm các bác nhá. Hoàng Hiền xin kết thúc cái video này ở đây. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Xin kính chúc các bác cùng toàn thể gia đình đang theo dõi trên kênh YouTube của Hoàng Hiền thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Xin chào các bác nha. Em chào các bác.